Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phim TV và mình là Trần Thảo. Mọi người ơi, hiện tại là Thảo đang có mặt tại phố đi bộ và trên tay Thảo là một em trai nước hoa rất là quen thuộc bởi vì Thảo đã từng review rất là nhiều rồi, đó chính là Narciso Crystal của nhà Narciso Rodriguez. Và Thảo sẽ có một màn phỏng vấn rất là nhiều bạn trẻ ở đây về mùi hương cũng như là thiết kế của chai nước hoa này để xem thử ra mọi người sẽ có những ý kiến cũng như là những cảm xúc, cảm nhận nào khi mà ngửi mùi hương của em Crystal này nhé. Hiện tại là Thảo đã thấy có ba bạn trẻ ngồi đằng sau lưng á, thì thế là bây giờ Thảo sẽ chạy lại để mà xin mọi người phỏng vấn một xíu nha. Đi thôi. Thì không biết là bình thường là em có hay sử dụng nước hoa không? Dạ có. Thì bây giờ hôm nay rất là đơn giản thôi, chị sẽ cho em ngửi mùi hương mới này và em sẽ nói lên cảm nhận của mình là bằng cách là chị hỏi gì mình trả lời đó nha. Thì cảm nhận đầu tiên của em khi mà ngửi thấy mùi hương này là cảm nhận gì nhỉ? Em thấy mùi hương này khá ngọt. Nó cũng nhẹ nhàng á, nói chung là cái mùi này mình nghĩ là nó sẽ hợp với lại văn phòng với lại là kiểu học sinh sinh viên nhiều á, để khá là nhẹ. Nó ngọt kiểu không quá ngọt như kiểu mùi kẹo á, mà nó hơi thanh. Khá là dịu, khá là thoải mái, dễ chịu. Cá nhân em thích cái Narciso là mùi nó nhẹ nhàng á. Mùi nó cũng na ná mấy cái mùi kia, nhưng mà ấy là nó sẽ khác một chút xíu nhưng mà nó vẫn là cái style nhẹ nhàng giống vậy. Sang, xịn. Thơm. Nước hoa nào mà không thơm. Thì theo em là cái mùi hương này thì mình sẽ thích hợp sử dụng đi đâu nếu như cá nhân em mình sử dụng Crystal này? Nếu như em thì thường em sẽ sử dụng cái này để đi học, đi chơi. Vậy cho em hỏi thêm một câu, với mùi hương này thì chị nghĩ là mình có mang đi tiệc được không? Em nghĩ thì nó hơi nhẹ so với đi tiệc. Em sẽ đi chơi, đi học theo. Chắc đi làm hàng ngày, buổi tối mát mát đi cà phê xịt. Cái mùi này thích hợp đi chơi vào ban đêm nha, rất là quyến rũ nha. Cảm thấy là đi cà phê hẹn hò, tại vì nó mát đó. Theo em nha, thời tiết Sài Gòn bây giờ là mình cũng chuẩn bị vào mùa thu rồi đúng không? Nhưng mà cũng hơi, bây giờ là nó cũng hơi còn nóng nóng nhưng mà nó vẫn mát. Thì mình vẫn có thể xài mùi hương này không? Dạ, có thể, bởi vì nó mát. Với cái thời tiết này thì em thấy là những cái mùa mà mát mẻ như là mùa thu nè, mùa nóng á, tại vì mùa nóng mà cái mùi nhẹ thì nó cũng dễ chịu. Tức là theo em thấy mùa nào cũng hợp với cái này, tại cái mùi nó khá là nhẹ nhàng, nó dễ sử dụng. Theo quan điểm cá nhân thì đại loại thì mình thấy cái mùi này nó cũng dễ sử dụng, không nhất thiết là phải mùa nào mới sử dụng được nha. Mình cảm thấy là nó là ok, mùi này thích hợp với nhiều lứa tuổi, thời tiết khác nhau luôn. Vậy bây giờ nếu có cơ hội mình mua nước hoa tặng người yêu thì em có cho em Narciso Crystal này vào danh sách để mua tặng nước hoa cho người yêu không? Dạ em nghĩ là có đấy, tại vì mùi này rất là mát đó chị. Nó thơm. Trời nắng như này. Thì thơm đúng không? Ok. Rồi cuối cùng là chị có một món quà từ Nam Bộ Phương muốn gửi tặng em và bạn gái của em nha. Để cảm ơn vì hôm nay em đã hỗ trợ chị quay chiếc vlog này. Rồi đây.